Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News. Và trong chiều ngày hôm nay, ngày 13 tháng 3, chúng ta sẽ có tin tức gì mới? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Ngay sau khi xảy ra sự việc người vợ cắt đi bộ phận nhạy cảm của chồng vì uất hận đối với những gì mà anh ta đã làm với con gái ruột của mình, thì cũng trong ngày hôm nay, người vợ đã có những chia sẻ cụ thể hơn về sự việc này. Sau gần 4 ngày ở lại cơ quan điều tra để lấy lời khai về sự việc cắt bộ phận nhạy cảm của chồng, đến ngày 22 tháng 3, chị Hà Thị N, 36 tuổi, trú tại huyện Yên Châu, Sơn La đã được trở về gia đình. Chia sẻ với phóng viên về sự việc vừa xảy ra, chị N cho hay hiện bản thân đang rất hối hận về việc làm có phần bồng bột của mình khi mà cắt đi bộ phận nhạy cảm của chồng. Kể về nguyên nhân dẫn đến hành động của mình, chị N cho biết, thời gian gần đây, gia đình liên tục mất tiền, còn con gái có những biểu hiện bất ổn về tâm lý như là ít nói, tâm trạng không vui, đêm ngủ hay giật mình. Chị nghĩ chồng mình có liên quan đến những vấn đề bất thường trong nhà, nên ngày 18 tháng 3, chị quyết định mua camera giấu kín về đặt ở đầu giường. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, qua camera giấu kín, chị phát hiện chồng xâm hại tình dục con gái riêng của mình là cháu T, 15 tuổi, hiện đang học lớp 9. Khi xem những hình ảnh này, chị N cảm thấy vô cùng uất hận và nghĩ sẽ đem những hình ảnh thu thập được đi trình báo công an. Lúc mới xem tôi vô cùng bực tức, uất hận, nhưng nghĩ sự việc vào ngày cuối tuần, công an chưa thể giải quyết ngay nên tôi quyết định để đến đầu tuần mới trình báo công an. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, vợ chồng chị N được một người bạn trong thôn rủ sang nhà uống rượu. Khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 3, chị N cùng chồng đều uống rượu say về nhà. Lúc về nhà, hai vợ chồng mỗi người ngủ một giường. Nằm trên giường đến khoảng 23 giờ 40 phút, tôi dậy đi vệ sinh, ngó qua phòng của chồng thì thấy anh ấy nằm ngủ không mặc gì. Lúc này, mọi thứ dồn nén trong đầu từ chiều bỗng nổi lên, cộng thêm việc nhìn thấy cái đó của chồng đã xâm hại con gái tôi nên tôi xuống dưới nhà, cầm dao và cắt phăng. Cắt đứt xong tôi hoảng quá, cầm luôn cái đó bỏ chạy tới công an xã để đầu thú. Chạy đến công an, tôi không nhớ đã vứt cái đó ở đâu do quá hoảng sợ. Ngay sau khi biết tin, công an xã đã xuống nhà chị N và đưa anh Nguyễn VH, 29 tuổi, chồng của chị N, đi cấp cứu. Chị N tiếp tục tới công an huyện Yên Châu trình báo về hành vi của mình. Cũng ngay sau đó, công an đã đưa con gái chị N đi giám định để điều tra, làm rõ về hành vi của VH. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu chiếc camera giấu kín, ghi lại hình ảnh được cho là chứng cứ buộc tội với ông bố dượng. Những diễn biến tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like cũng như là subscribe cho S News nhé!